Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em yêu cây trên toàn quốc. Thì ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Thì cuốn video mới ngày hôm nay, Thanh Phú lại đến chỗ anh Đạt của hội chi hội sinh vật cảnh Nguyên Tư. Hôm nay Thanh Phú cũng ghé lại, trước là thăm vườn, sau cũng chia sẻ vài tác phẩm cây bonsai gửi đến quý vị, toàn thể anh chị em cùng xem ngắm và cùng giao lưu với nhà vườn. Và trước tiên, Thanh Phú cũng dạo một vòng, mời quý vị cùng anh chị em mình cùng xem ngắm. Và khu vườn của anh rất là nhiều tác phẩm mà Thanh Phú sẽ chọn ra vài tác phẩm để chia sẻ gửi đến quý vị cùng xem, cùng tham khảo. Và nếu có nhà ý thì giao lưu trực tiếp với nhà vườn. Thanh Phú có gắn cái số điện thoại trên màn hình, quý vị cùng liên hệ. Rồi, đầu tiên Thanh Phú chia sẻ gửi đến quý vị là một chậu trang đỏ, tầm cũng một người bê. Rồi, quý vị cùng anh chị em cùng xem ngắm. Nếu có yêu mến tác phẩm trang đỏ này thì cứ liên hệ trực tiếp để giao lưu cùng nhà vườn thông qua về kích thước, giao lưu về giá. Rồi, tiếp tục Thanh Phú gửi đến quý vị cùng anh chị em một tác phẩm khế gân đang cho trái. Đây cũng tầm một người bê nặng. Cây này có bộ thân đế đẹp quý vị. Đế nở to, thân giót. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em mình quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp. Và tiếp theo, Thành Phú gửi đến quý vị một tác phẩm phi lao. Tác phẩm phi lao này khá duyên dáng quý vị. Đây cũng tầm một người bê nặng.
Cây này đường thân đi rất là khéo quý vị. Toàn bộ tay cành bông tán ổn định. Chung là cây đã sạch nhôm kẽm. Phi lao dòng này lá đẹp nha quý vị. Rồi, Thanh Phú chia sẻ tác phẩm phi lao. Nếu quý vị quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn thông qua việc kích thước giao lưu về giá. Rồi tiếp theo Thanh Phú thấy có một tác phẩm me trái quá nhiều quý vị. Tác phẩm me này chắc cũng là ba người bê. Ồ, phần thân đế đẹp quá quý vị. Thanh Phú mời quý vị xem phần thân đế. Cây rất là già. Quả thì quá nhiều. Quả kính cây luôn quý vị. Rồi nếu quý vị cùng anh chị em mình có quan tâm tác phẩm me cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn để trao đổi về kích thước, về giá. Rồi, Thanh Phú chia sẻ thêm một số tác phẩm cây bonsai cũng tầm nhỏ nhỏ quý vị. Trước màn hình là tác phẩm Lộc Vân. Và tác phẩm xanh. Tác phẩm xanh này nó song thân đẹp quý vị. Anh Thanh Phú chia sẻ gửi đến quý vị. Nếu quý vị cùng anh chị em mình có quan tâm thì cứ chụp lại màn hình liên hệ với nhà vườn. Và nơi đây Thanh Phú thấy cũng có nhiều nhiều tác phẩm xanh. Hàng cũng kích to. Những tác phẩm xanh rất độc đáo và cực kỳ đẹp quý vị. Phải nói mà những tác phẩm xanh mà tạo ra và nuôi nấng. Rồi, Thanh Phú chia sẻ thêm một tác phẩm phi lao nữa. Cây này cũng khá to quý vị. Duyên dáng và đẹp.
tác phẩm Phi Lao trước màn hình quý vị. Clip này chắc cũng bốn người bê rồi quý vị. Thân nó quá đẹp quý vị. Những cái cốt tây nhà vườn nuôi cũng rất là mập, những cái bông tây khá dày. Lá đẹp quý vị. Và dòng phi lao đó quý vị, nếu mình chơi những cái bông nè, mình muốn thu gọn lại những cái bông đó, là mình nên dùng tay mình bứt đó quý vị, chứ đừng có nên lấy kéo mình cắt. Mình bứt nó theo cái khớp nè, cái mắt của nó đó, rất là đẹp, chứ đừng có lấy kéo cắt. Cắt là nó sẽ đen những cái đầu, những cái đoạn dừa. Lấy tay mình bứt nó có theo mắt quý vị. Đó là cũng là một cái kỹ thuật. Rồi để Thanh Phú chia sẻ hai mặt quý vị xem. Nguyên một cái khối nạc của cái phần thân ở đoạn dưới. Đi lên đây là nó có hai thân nha quý vị. Có hai thân và nó gặp nhau cái đoạn trên hay là nó liền dính lại nha quý vị, hít lại nó tạo ra một cái không gian của phần dưới. Nó dính cái đoạn này nè quý vị, nó dính lại. Cái đoạn phần dưới nè quý vị, nó xì bú u cục. Đây cái đoạn đây xì rất là đẹp. Và cái đoạn dưới nè quý vị, nhìn kinh khủng quá vậy. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em mình có quan tâm tác phẩm phi lao thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn để trao đổi về kích thước, giao lưu về giá. Rồi, tiếp theo Thanh Phú gửi đến quý vị hai tác phẩm bồ đề. Trước màn hình quý vị là một tác phẩm bồ đề bé hơn ở phía sau to hơn. Rồi để Thanh Phú chi tiết từng tác phẩm quý vị cùng xem. Đây là rít chậu hết quý vị, kín hết chậu, da nó bọc trắng hết quý vị, rất là già. Những cái cốt tây nhặt lại. Xuyền đế rất là đẹp quý vị. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em mình quan tâm tác phẩm bồ đề thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn để trao đổi về kích thước, giao lưu về giá.
Và bên trong Thanh Phú chia sẻ một tác phẩm bồ đề lớn hơn tác phẩm bồ đề trước. Cây này rích một viên đá thấm thủy, tức là nằm dưới chậu quý vị, rít chặt khá lâu đời, kích cỡ cũng to quý vị, hai người bê chất nặng. Để Thanh Phú qua chi tiết quý vị xem. Bây giờ rất là dè. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em mình có quan tâm những tác phẩm mà Thanh Phú chia sẻ thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn, trao đổi, giao lưu. Rồi, tiếp theo Thanh Phú gửi đến quý vị một tác phẩm hồ quế rất là duyên dáng, đặc biệt là đường thân đẹp. Đế 24 giờ. Kích này cũng kích to quý vị. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị cùng xem ngắm. Đế đẹp quá. Nguyệt quế mà đổ bông cũng rất là thơm quý vị. Những cái co ác của đường thân phải nói là đi rất độc. Tác phẩm này còn xây dựng bộ bông tây nữa là tuyệt vời quý vị. Rồi, nếu quý vị có yêu mến tác phẩm Nguyệt Quế, cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn để thông qua về kích thước, giao lưu về giá. Và nơi đây có rất nhiều nhiều tác phẩm xanh, hàng đại, hàng to. Nếu quý vị cùng anh chị em mình có yêu mến những dòng cây xanh thì cứ liên hệ nhà vườn để trao đổi, giao lưu, thông tin thêm.
về những tác phẩm xanh cực kỳ đẹp quý vị. Và Thanh Phú thấy rất nhiều nhiều tác phẩm xanh và những tác phẩm Lộc Vân và Tùng La Hán và còn nhiều chủng loại khác. Nếu quý vị quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp để thông tin thêm, giao lưu với nhà vườn. Thì cuốn video này Thanh Phú ghé lại trước là thăm vườn, sau thì cũng lựa chọn một số tác phẩm cây bonsai cũng có nhiều kích cỡ, cũng vài chủng loại để gửi đến quý vị cùng anh chị em mình cùng xem ngắm và cùng tham khảo, giao lưu với nhà vườn. Thì thời lượng thì cũng khá dài, thôi Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại, hẹn lại quý vị một cuốn video kế tiếp. Rồi quý vị cùng anh chị em mình đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Thanh Phú để đi sưu tầm ra nhiều cuốn video có những tác phẩm cây bonsai, cây quái, cây đẹp để gửi đến quý vị cùng xem ngắm. Rồi, một lần nữa Thanh Phú xin chào quý vị.